Những ai yêu thích âm nhạc điện tử hẳn đều say mê âm nhạc từ đôi bàn tay pha trộn tài ba của DJ người Mỹ gốc Nhật Steve Aoki. Và trong tháng 3 này thì anh sẽ có mặt tại Hà Nội để tham gia lễ hội EDM ngoài trời thuộc chuỗi sự kiện Việt Nam Electronic Weekend, tuần lễ nhạc điện tử Việt Nam. Ngoài Steve Aoki, lễ hội lần này được tổ chức tại Eco Park còn có sự xuất hiện của DJ tên tuổi quốc tế khác như Headhunters, Ahmed Oskan và Quintino. Bên cạnh đó là các DJ tài năng trong nước như là Huy TX, Loser, Minh Chí và Romin Rowe. Tất cả đều là những tên tuổi nổi bật của làng DJ Việt Nam và đang dần khẳng định vị thế của mình trong giới quốc tế nhờ chưa khởi động cho rất nhiều tên tuổi khác. Năm 2015, tuần lễ nhạc điện tử Việt Nam được tổ chức trong 3 ngày liên tiếp 25, 26 và 27 tháng 3 tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ danh tiếng khiến đây là điểm không thể bỏ lỡ của giới trẻ.